mà giờ đã lát trở thành khát mà phải cười. Trái níu dưới rừng bắc em tôi phải ngửa mãi từ xa đến tuyệt vời. Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó, có trăm điều khó, muốn lên thành phố nên phải có. Dạ vâng ạ, em cũng mong là được hợp tác với chị lâu dài. Thank you chị nha. Thế bây giờ em xuống like hay là cứ tiếp tục like ạ?